chia sẻ về cái bộ set nail mà mình đã order trên Rakuten. Đây là cái phiếu hóa đơn là một cái bộ set nail. Mình sẽ đính kèm link của cửa hàng ở phía bên dưới phần miêu tả video, các bạn nào quan tâm có thể tham khảo nhé. Về ứng dụng mua sắm Rakuten thì mình đã làm nguyên một video chia sẻ về cách order hàng trên Rakuten rồi. Đây là một trang thương mại điện tử đình đám của Nhật Bản, bán rất là nhiều những loại mặt hàng khác nhau, từ thời trang đến điện tử dân dụng và làm đẹp. Trang này rất là tiện lợi, hầu hết thì mình đều mua hàng ở đây vì có chương trình tích điểm rất là hấp dẫn. Shop mà hôm nay mình mua bộ nail này thì như các bạn nhìn thấy có rất là nhiều người mua và để lại review rất là tích cực. Đa số là khách hàng hài lòng với sản phẩm này và đặc biệt là bộ set nail này là made in Japan nên là khá là yên tâm. Tuy nhiên thì cũng có một số khách hàng để lại những bình luận khá là tiêu cực như là bị gửi thiếu hàng, gửi sai màu hay là gặp vấn đề với cả bộ đèn. Vì vậy mà khi nhận được hàng thì mình đã phải kiểm tra rất là kỹ càng xem có thiếu sót gì không để còn khiếu nại shop. Rất là may mắn là hôm nay mình đã nhận đủ hàng và không có vấn đề gì hết. Bộ nail bao gồm cả sách hướng dẫn rất là tỉ mỉ về cách sử dụng các dụng cụ và các bước để làm nail rất là dễ hiểu cho người mới bắt đầu mà ai cũng có thể làm được. Sau khi unbox xong thì mình sẽ bắt đầu chia sẻ về các bước để làm nail theo như sách hướng dẫn. Hy vọng là video sẽ mang lại bổ ích cho các bạn. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Bước này là bước vẽ và thiết kế, sẽ phải dùng visu gel để gắn hạt và cố định. Tuy nhiên trong set này lại không có loại gel này, mặc dù trong sách hướng dẫn có đề cập đến, sau đó mà mình sẽ sử dụng loại gel trong suốt để thay thế cho visu gel. Mặc dù vậy thì mình thấy loại gel này khá là dính chắc và ok, nên mình nghĩ sẽ không cần phải order thêm loại visu gel. Thank you.
Và đây là sản phẩm cuối cùng. Các bạn có thể thiết kế design rất là nhiều những cái bộ nail khác nhau. Hy vọng là video mang lại những thông tin bổ ích cho các bạn. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Bye bye.